Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh Nhân Thái Auto. Ngày hôm nay em đang muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh phía sau xe của xe Toyota Innova 2013. Cái sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp. Anh em có thể nhìn phía sản phẩm thì được thiết kế với một đặc điểm rất là nổi bật là phía sau, tức là phía đuôi của quạt và phía cánh quạt được thiết kế 100% bằng nhựa ABS cao cấp. Phía đầu trên của nó là một tức là như chúng ta hay gọi, hay anh em mình hay gọi thông thường, đó là cái ắc để bảo vệ cái quạt. Đây đây chính là cái cánh cánh quạt của nó nhé. Đây là hàng liên doanh, hàng chất lượng cao anh em nhé, không phải là cái hàng bình thường đó. Cái cánh quạt của cái dòng này nó cũng khá là đặc trưng, anh em có thể nhìn thấy này, phía mặt trên thì véo sang phía mặt dưới, giúp để đây là cái chiều cánh khi mà chúng ta bật AC, tức là bật điều hòa thì quạt sẽ quay. Vì sao mà cái cánh quạt nó chữ làm hai lớp, giúp cho sản sinh gió rất là tốt và đều đó. Phía bên trong là các cái sợi dây đồng bi cùng với bạc giúp điều hòa, giúp cái quạt có thể hoạt động trơn tru khi chúng ta bật. Khi anh em muốn kiểm tra và bảo dưỡng thì chúng ta có thể mở con ốc ở đây. Đây chính là hai cái giắc điện của nó này, đây là ba điểm để chúng ta bắt vào phía hộp quạt phía sau đó. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em sản phẩm, đó chính là quạt dàn lạnh phía sau xe của xe Toyota Innova 2012. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.